nãy giờ tao có 1-2 tờ tao la tao kiếm một quá chờ luôn. Cha mẹ mà cứ vô chồng người bê đồ hoài mà cắn kẹo hoài vậy trời. Sao cắn kẹo dữ chết. Nè chị, ngồi lên xe đi, chị chở ra chợ lớn bán luôn đi. Buồn ngủ hoài cứ vô chổng hoài, thấm thuốc cứ vô chổng hoài. Vô chổng kiếm đồ ngọt ăn. Vô chổng kiếm đồ ngọt. Đừng có dặn tay ga mà hồi chiếc xe nó chạy kìa. Trời ơi trời, nó không có kiếm vô quá vô còn còn dặn tay ga nữa. Còn chị cái gì? Thôi lớn lên gì chứ. Trời ơi, bán mà cứ vô chổng hoài. Không ra đây bán cho khách, bây giờ khách mười mấy người hỏi. Tôi chỉ về bớt rồi đó. Nghĩ sao lại Việt Nam vô một trái rồi đó trước. Việt Nam thắng rồi. Còn té chết bây giờ nè. Ủa, Việt Nam thắng mà phải vui chứ. 10 tờ đúng rồi vậy. 101. 10 tờ 101. Bữa nay Việt Nam thắng giảm đưa 10.000 thôi liên. Có nè, không? Nè bây giờ là 10 tờ là bao nhiêu? 11.000 tờ, 10 tờ là 101. Bữa nay Việt Nam thắng Indonesia 1-0 cho nên bớt chị 100 đi lấy 10.000 thôi. Có đâu. Bán giảm giống như là bán vì đam mê chứ không phải bán là vì tiền. Chứ bán vô ngủ hoài rồi. Làm gì vậy? Tôi bớt cho người ta 100 mà bà làm gì vậy? Cái gì vậy? Bớt. Em bớt cho chị. Số không? Số không? Anh đi là anh nào? Đó anh nói trắng là anh đi á. Sờ mông con nè. Sao nó mông sao con sao cứng vậy? Anh Việt Kiều. Đi đàng hoàng mà chữa đâu. Anh này nói mông con sao mà nó cứng ngắc à. Anh nói u sao nó mềm mềm ở kia nó cứng ngắc. Ai đưa bà gì vô hỏng bỏng ăn nghe không? Ai cho bà gì bà không có bóc ăn nghe không? Người ta bỏ bùa bà đó. Bà nghe không vậy? Nghe. Anh Việt Kiều mà không có bỏ bùa đâu. Anh ơi, vé số chưa có bán rồi anh ơi. Đã xong bạn mới bán. Xong bạn ơi bùa giùm đây. Đi ơi, vô duyên lại bán cái chuyện. Dạ đúng rồi, xong đó. Dạ, cho em xin lỗi. Ủa đây. Anh ơi, cho em xin lỗi. Mày vô duyên quá, ta đang bán. Là... Mua đi gì? Xong đó banh mới bán, chị không cần. Dạ đúng rồi. Mua đi, nghe lời nó. Xong đó banh mới bán. Phá rối hả? Phá rối. Ừ, cho dối cơ còn hát á. Hát. Lấy chứ lựa đi chị. Lấy cái này. Đó, lấy cái đó đó. Đếm đi. Lấy hết vô đây luôn hả anh? Ừ. Đâu có đâu, tao lấy cọc đó mà đưa gì dữ vậy má. Anh đi của mình anh, đúng không anh? Đây anh điểm cho. Còn cũng lấy hết cọc mừng quá. 3, 4, 5, 6 tờ anh. 66.000. 66 thỏa lạnh 34.000. Lấy 2 tờ nha. Dạ 2 tờ 22 với chị. Dạ. Nè với số dư nè. Ở đây 66 thỏa lại 34. Kìa ai kìa. Còn hỏi lại nhiều. Anh 6 tờ hả? À? 34. Hỏi lại 34.000 đây. Đây 22 nè. Nè 22. Hai đó, anh lấy trước đây, anh đi. Cầm giùm em đi. Hỏi đi 12.000 nữa. 34. Đưa 10.000 nữa. Trả cho thùng nè. Hỏi cho thùng đưa cho bả cột lọc, lộn cột tóc đi. Nè tối 10.000. Nè giữ cho thùng cột tóc. Rồi, chiếc số ở đây nữa nè. Anh hai vậy? Đưa cho anh ta lựa, bỏ tiền, lấy nửa tờ. Nửa tờ. Nửa tờ là số nào? Nửa tờ là xé ra nửa tờ bán cho người ta má này dở ghê với bán với số mà ta. Người ta mua nửa. Mua nửa tờ. Mua nửa tờ mà. Không. Cái này 11.000 tờ này với số thưởng. Nè anh điểm cho. Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tờ. Là của anh 101, cộng lông, nó lộn cộng thun đâu. 10 tờ 101. Bữa nay Việt Nam đá vô trái em bớt anh 10.000 đương trăm thôi. Đương trăm à? Có đâu nghe lời nó. Chứ sao? Là thối nhiều. 101 hỏi là 309, cứ hỏi thối nhiều hoài, bán mấy chục năm trong nghề mà cứ hỏi hoài. Giờ tôi đưa 500 mà thối 1.000.000 đi. Thôi. Hỏi là 309, anh có 10.000 lẻ không? 300. Ờ cho em xin 10.000 lẻ đi, ba hỏi lại 400 nè, có giấy 100 nè. Nè. 400. Rồi tại giấy gì rồi? Giấy giò ở đâu ra? Nè, muốn 10.000 lẻ nè. Đúng rồi nè, 10.000 lẻ. Cảm ơn nha. Hỏi lại 400. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Rồi, chúng cho bà 50 triệu, 100 triệu. Kìa, chúng là anh cho bà 50 triệu, 100 rồi, triệu. Trời nhỏ này nè, ẩm nhỏ này về. Ẩm nhỏ về. Đi. Có người ta bán ở đây, người ta bán đi, cái gì mà cứ nằm trong chổng hoài. Chỗ anh.
Gì? Con ơi. Nè. Lời ơi. Nói gì vậy? Ủa bầu ai nó bà có chữa thiệt luôn hả? Đúng rồi, bà đang có em bé á. Dặn xanh hả? Nè, nghe đi. Một, thấy chưa? Mẹ là con bà. Sáu con heo con. Mẹ là trời thấy ghê vậy chứ. Trời ơi, mùa trung thu là mùa của bà đó, bà ra bánh con heo đậu xanh bán quá giờ. Bữa nay làm gái gì bán số không đi. Trời. Ơi, bữa nay bà bán số kỳ vậy má, sao lãnh số 21 chi vậy? 21 là cái nghề của tôi đó. Chứ bữa nay làm gái nha mọi người. Chứ cảnh này đi lấy hết này cho. Hello mọi người. Hello, hello mọi người. Lại đây nè, lại đây nè, lại đây nè. Chức. Cô đen. Hello mọi người coi. Lại gì chứ? Chức chào ơi. Cặp ca lại la này 100.000. Ở ai có bầu vậy? Ở cô đen hả chứ? Chứ ai vậy? 200. Phôi buồn. Dạ ơi. 11. Cái gì chửi ta vậy chợ? Chửi nào? Mà giải quyết vụ này coi. Mệt quá, chửi nào đang bán mày quá quá. Mày vậy, lại đây coi tôi giải quyết coi. Đang bán vô gì quá. Mày vụ gì? Không có gì vậy. Không có gì hết. Không có gì hết. Điếm con đi con. Chỉ số qua bữa nay là CGM bớt á. Thôi nghe nó bữa nay CGM gì nè. Nói chứ bữa nay CGM gì nha, thắng vô, bả phụ thu lên 2.000, làm tàu 3.000. Đồ gì đó, nó phải dò luôn. 120. Nhiều con? 120. Mấy tờ anh? 11 tờ 120. Việt Nam vô trái bớt 20 đương trăm thôi. À trăm hả con? Đương trăm mà tội nghiệp bả bán gì đam mê chứ bả mới yêu thích tiền. Ồ, ok con. Dễ thương lắm, đương trăm được rồi rồi. 10.000. Cảm ơn anh đi. Rồi rồi. 20 hả? Mới kêu đòi 1 lời trăm đi, thối lợi. Trả lời 100 đi. Rồi thối lợi 80. Nè, 60 nè. Dạ. Mười tám tờ 180 với lại 18.000 nữa, 198.000. 200 mà. Đi cho em để em bớt cho. 200. Mày lấy cái viên chiên mày bớt đi. Quỷ. 200. Thôi nhiêu nữa. Thôi 20. Trời gì 5.000 chứ vậy chợ. Gì? À bò con luôn. Em đi kiều. Cảm ơn tại chưa. Cảm ơn. Tự nhiên than kiều là gì? Cái thoại của nước ngoài đâu mà than kiều. Ổng đâu rồi? Ổng đâu rồi? Trời ổng lên xe kìa. Rồi xong luôn. Nãy đưa nhiêu tàu vậy? 200.000. Là mất mẹ 200.000 rồi. Tôi đây đây. Quá. Gì? Kìa. Hello. 200. Ôi, ông cái này người mới. Mới vô. Dạ, đàn ông mua chỉ số là ông kia, này người mới. Ông này đàn bà. Hồi để đàn ông. Nhiêu xe game là tính nhiêu quên rồi. 200. Nghe sao nó nghe nó Huyền Phương nó bớt tao mới mua tự nhiên ông. Bớt mà sao mày lấy tiền? Ơi, không có bớt đâu má. Thôi bớt. Thôi má đi bia ôm kêu bia ôm mà bớt. Bớt vậy? Không. Bớt xong bớt trời ơi. Hỏi, hỏi bán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tờ. Lốm con mực chết kìa. Sao tự nhiên quở ta chết vậy trời. Nhiêu. 200. Từ từ. Cho 100 luôn đó. Tấm ơn. Không thấy giật tiền người ta quá vậy trời. Đưa đây. Đưa đây. Đánh nào đực nấy. Không bỏ là không bỏ. Dạ ơi, vô bán rồi. Ủa chịu bán rồi hả? Mày chịu đi bán rồi hả? Chứ về dạ. Sốc gì? Đây với đồng em vô đi. Số mấy anh áo đỏ Hà Nội. Nói với số nào không trúng thưởng không chứ? Không. Số như vậy à. 11.000 tờ, múa này lợi hơn. Mới thứ bảy. Năm lăm ngàn. Đưa cái kia nữa chứ. Cây dưới á. Ừ.
là nhiêu tờ? Khoan để con đếm lại. 2 3 5 6 7 8 10 tờ. 101. Thứ 8 chồng được không? Thứ 3 chồng. Coi đó quậy sao luôn. Mấy này bà bệnh, bà không có chịu tương tan. Chiều gà bán quá trời. Có lại nhiều. 9 chột. Anh có 10 ngàn không? Có không? Cho bà xin 10 ngàn đi, anh bà thói lợi 100. Đó đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Mua khách mua xong là phải cảm ơn, hiểu không? Cảm ơn. Gì đâu nữa? Dạ. Tưởng ba kia ăn sầu riêng nữa chứ. Số mấy anh ơi? Số ông anh Việt Kiều. Bà này có hỏi nè, anh ơi, Việt Kiều nè. Bà Việt Kiều mới về nè, ông ấy Mỹ mới về nè. Bà Việt Kiều bên Mỹ. Chụp đi. Nghe không? Đời chụp viên này. Này đẹp trai mày xấu quá. Đưa lên con. Ê. Ê, chụp hên lẹ lên. Lên chụp kìa. Cười kìa. Cười luôn với con. Thôi hả? Thằng học đứng đây ba. Không dám. Đẹp trai quá. Chúng không ta. Vì sao mà này lại có. À thưởng. Có nào không thưởng không? Không. Hết rồi. Vậy không à? Hưởng nó đẹp á, vậy thôi. Giờ là cỡ gì với con tờ hả? Ừ. Nhưng mà hứa con tờ à. Giờ đại đi. Bà có lấy đồ của ta nha trước nha. Bây giờ bà có lấy gì của ta không vậy? 4 tờ à. Không có mà nó bà chịu quá. Bây giờ bà làm gì đồ? Thuốc của ta không nè phải không? Thuốc của tao á. Thuốc của tôi. Nào số không rồi cho ba luôn 5 ngàn. Cảm ơn chị yêu. 30 á chị. Rồi, okay. Bà Việt Kiều số không? Bà nói ba chịch chất. Bà nói ba chịch. Trời ơi nó bậy quá. Ba chịch. Anh đẹp trai số không? 10. Mấy này cũng bậy quá. Bậy ghê rồi. Thôi thì vô mà hát kìa. Hát thì chữ rồi thả. Bả cái gì chuyện về sữa uống nước không? Vừa hát luôn chứ. Có 55 nè.